dân gian vẫn truyền tai nhau về một loại cổ thuật đã thất truyền từ lâu. Ai có thể ngờ rằng năm đó nó lại xuất hiện ngay ở chính làng địa ngục. Thứ tà thuật ấy có thể chiếm mạng đoạt hồn, điều khiển âm binh, hồi sinh vong quỷ. Và nó đã đến vào lúc người làng không ngờ nhất. Vong hồn là của tao.